Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 6 giờ, hôm nay, ngày 25 tháng 1 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Diện bảo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2030 là xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học, công nghệ để có năng suất, chất lượng cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế đặt trong tổng thể phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn toàn diện hiện đại gắn với quá trình đô thị quá thưa quý thính giả sáng mùng ba tết bà nguyễn thị thu hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu đã đi thăm hỏi lì xì động viên các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách đồng thời nắm tình hình du lịch dọc tuyến bãi sao mũi nghinh phong công viên và các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu cảm ơn các lực lượng đã gác lại niềm vui xuân bên gia đình góp sức cùng với chính quyền thành phố chăm lo an toàn an ninh cho du khách và nhân dân du xuân, quảng bá hình ảnh cho thành phố du lịch sạch ASEAN. Dự báo chiều tối mùng 3 và hôm nay mùng 4 Tết, du khách về phố biển sẽ nhiều hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao trách nhiệm, ứng trực xuyên suốt nhằm mang đến kỳ nghỉ Tết vui tươi, hài lòng cho du khách. Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết Quý Mão, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 7 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn gấp đôi hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.339 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 116.482 ca nhiễm. Trong ngày có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.413 ca. Thưa quý thính giả, Đại diện Quỹ Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong chiều 24 tháng 1 tức Mùng 3 Tết, toàn quốc đã xảy ra 25 vụ tai nạn, làm chết 14 người và bị thương 16 người. Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 24 vụ, làm chết 13 người và bị thương 16 người. Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lĩnh vực giao thông đường thủy không xảy ra tai nạn. Sau năm ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người và 77 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên Đán nhằm dần 2022, giảm 7 vụ, giảm 4 người chết và tăng 13 người bị thương. Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 1, Công an huyện Trảng Bơm đang tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo thông tin ban đầu xác định, vào chiều 23 tháng 1, tại quán nước dưỡng thuộc khu C2, ấp thuận An xã Sông Thao, huyện Trảng Bơm, công an huyện Trảng Bơm đã ập vào và tiến hành bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc. Tăng vật thu giữ gồm hơn 50 triệu đồng, 8 xe máy, 7 điện thoại di động. Các đối tượng và tăng vật ngay sau đó đã được đưa về công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố ngày 24 tháng 1 cho biết xứ sở nụ cười đã đóng 11,15 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2022, tăng đột biến so với con số chỉ khoảng 428.000 lượt vào năm trước đó khi các biện pháp hạn chế du lịch rộng rãi được áp dụng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm qua cũng vượt mục tiêu 10 triệu lượt mà chính phủ nước này đề ra trước đó, phản ánh sự phục hồi ngoạn mục của ngành công nghiệp không khói của Thái Lan. Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 1, Ngoại trưởng Phần Lan BKH Havito nhấn mạnh, nước này phải cân nhắc việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mà không có Thụy Điển, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự này do vụ đốt bản sao kinh không đang ở Stockholm. Ông Havito cũng cho rằng, các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển rõ ràng đã cản trở tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, theo ông, việc hai nước này gia nhập NATO cùng thời điểm vẫn là lựa chọn ưu tiên. Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Hà Lan tại Ankara liên quan đến cuộc biểu tình hôm 22 tháng 1 tại La Haya, bao gồm việc xé một bản sao kinh cô rang của tín đồ Hồi giáo. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ bộ này đã triệu đại sứ Hà Lan tại Ankara để bày tỏ phản đối hành động nói trên, đồng thời yêu cầu Hà Lan không cho phép tái diễn những hành động khiêu khích như vậy. Theo bộ trên, các hành động này là sự xúc phạm các giá trị thiêng liêng của đạo hồi và chứa đựng tội ác thù hận, phân biệt đối xử và bài ngoại. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với một số nước châu Âu những ngày này. Trước đó, ngày 21 tháng 1, Thụy Điển đã cho phép một cuộc biểu tình phản đối Ankara, trong đó xảy ra việc đốt kinh Koran của tín đồ Hồi giáo ở bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Tốc Hồng. Thưa quý thính giả, Lào Cai được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu rất nhiều danh lam. Thắng cảnh là thiên đường du lịch. Ngoài khu du lịch quốc gia Sapa đã được du khách trong nước, quốc tế biết đến, Lào Cai còn sở hữu viên ngọc thôi y tí vùng đất mờ sương nơi biên cương tổ quốc đang được đầu tư để trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Đường lên y tí bây giờ thuận tiện. Y tí thật tuyệt vời, du khách được thả hồn trên những sông mây trắng bồng bền trôi. Thưởng thức hương vị ẩm thực truyền thống của người Hà Nhì, đặc biệt là được hít thở không khí trong lành, tránh xa những ồn ào nơi phố thị. Thưa quý thính giả, trong dãy núi votochizhe có một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động cách đây 12.000 năm. Nó mang tên của Yorubokin, nhà địa lý và nhà cách mạng nổi tiếng người Nga. Theo tiêu chuẩn núi lửa, ngọn núi này không cao lắm khoảng 120 mét. Tuy nhiên, nó nằm ở một nơi tuyệt đẹp, bao quanh bởi những con sông và thung lũng những ngọn núi lửa đã tắt. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt.